Babula, Barcelona. Ở đâu rồi? Đây là một hàng ở gần chỗ ở của bọn mình. Bọn mình đi bộ hết tầm 10 phút. Quán này được review khá là ok. Quán đấy đây. Ngồi ngoài đường để ngắm đường phố Barcelona nên có vẻ là hơi ồn. Cứ thử xem có quán phở ở Barcelona không nhé. Tại sao vừa mở đầu vlog lại đi ăn phở rồi? Tò mò, tò mò. Rượu trắng. Không say không về ạ. Ở đây họ cho rất nhiều món ở trong menu nhưng mà không có ảnh. Ờ, xong rồi toàn cái tiếng đéo gì. Món nào cũng phải search Google Image thì mới biết được là mình đang gọi gì. Với cả người ta nói tiếng Anh nhưng mà giọng Tây Ban Nha, đâm ra người ta bắn nhanh với cả nghe kiểu khó nghe vậy. Đây là món khoai tây bravas, las bravas. Còn đây là chimichurri. Cái này nó là Dorito hay sao? Ăn thử nào. Dễ ăn. Sốt cay cay. Nổi lửa lên em. Mày đã uống luôn rồi chưa? Dí mồm vào uống đi. Rượu có bị chanh. Đây là một loại cocktail gì đó mà bạn phục vụ, bạn ấy recommend cho anh Long. Giống nước chanh bạc hà cho tí rượu. Ok. Cái cốc của nó ấy, cute vậy. Úi dồi ôi, trông giận dữ. Đấy là thịt bò đấy. Thì món này chỉ là starter thôi mọi người ạ. Mặt này là như nào ạ? Ngon. Ôi, thế á? Ngon vậy, như thế. Thịt bò. Có vị pate. Ờ, đúng rồi. Mà cái snack này nó có vị ngô rất là rõ ấy. Rõ vị ngô. Ngon vãi. Ngon mà. Món này trong menu là một cái món gì đấy có chữ âm chimichurri ấy, tên nó dài lắm nhưng chỉ nhớ mỗi thế thôi. Nó là bim bim vị ngô nhẹ nhẹ luôn. Trên đấy là có thịt bò xay, không phải xay, thịt bò hầm và có hai loại sốt, một xanh một vàng này này, ăn rất là ngon. Đỉnh cao. Khoai tây thì chỉ dễ dễ ăn thôi mọi người ạ. Chứ nó không đặc sắc hẳn như cái chimichurri kìa. Bọn mình có gọi hai món main, nhưng mà hai món main thì chưa ra. Bây giờ bọn mình phải đi luôn. Bọn mình không thể chờ cái món main này được. Món này làm lâu quá. Nên là bọn mình sẽ phải chọn phương án là gửi lại hai cái món main ở đây và tối bọn mình sẽ quay lại ăn sau và họ đã ok rồi. Much later. Vừa nãy bọn mình có qua lại cái nhà hàng đấy để lấy đồ ăn thì người ta sắp đóng cửa rồi, thế cho nên là bọn mình đã phải mang nó về nhà và quay lò vi sóng và bây giờ bọn mình sẽ ăn đêm. Sao nhìn đỏ au thế? Thực ra từ cái lúc họ đưa cho mình cái hộp nó đã vốn đỏ au rồi, như kiểu mình ăn cái kiểu này ấy. Thì gan ngỗng mà. Mong là nó dễ ăn. Đây là cái gì nhỉ? Mì đây. Ừ. Sao anh Long lại ở trong lò vi sóng thế? Ê, quay giống lo đi sóng đi. Em quay một vòng đi. Gì vậy? Thời gian không ngừng trôi. Ôi, khiếp xèo xèo luôn. Nó chín bố rồi. Không, có mấy miếng nó chưa chín. Xong em ăn kèm với cái khoai tây ở dưới và ăn kèm với gan ngỗng ở trên. Khoai tây à? Ừ. Ở đây gan ngỗng làm không bị hôi. Ăn khá là ngậy. Gan ngỗng ngon đấy. Ừ, cái này cũng ngon nhất trong cái đống này, chứ còn thịt bò thì không gì đặc biệt lắm. Cái này là mì nhưng mà dạng cuộn ở bên trong nó có vị truffle. Ừ đúng rồi, nó có truffle trong đấy. Do nhưng hơi mặn. Cái này là do đèn vàng đấy mọi người, nên là cái đoạn này vít nó sẽ hơi vàng, chứ đồ ăn nó không vàng đến mức đấy đâu. Hơi mặn đúng không? Nhưng mà do thịt họ cũng cho nhiều muối ở trong đấy. Tổng cái bữa này nó là 70 ơ. Đây là hai cái món main. Anh lâu dị giơ chân lên là như thế nào? Món đùi lâu dị. Móng lợn. Bọn mình không muốn quy ra tiền Việt đâu. Bọn mình cứ ăn thôi. 70 ơ nó cũng ok. Mình sẽ cho quán này 8. Đồ ăn ngon, không gian quán là chỗ ngồi là thứ đẹp. Nhưng mà nice, rất là nice. Anh sao ạ? Chắc là 7.5 hoặc là 8. Chọn một thôi. 8 đi. Cũng 8. Ừ. Hôm nay chúng tôi sẽ đi ăn đồ tàu ở Tây Ban Nha. Đây là quán chúng tôi sẽ ăn, Restaurante Chenji. Cái menu thì khá giống một hàng đồ tàu thông thường. Nhiều thế. Đụng má, không hiểu thế.
bọn mình đã gọi khá là nhiều món, một suất tôm da, một suất vịt, một suất cá tím thịt băm, một suất canh gì đấy nữa. Anh Long có gọi một cái gọi là như kiểu đặc sản của Tây Ban Nha, sangria. Mọi người đều bảo là đi đến Tây Ban Nha này nên uống cái đấy. Người ta đang mang cái bình sangria ra siêu to. Anh uống cái này xong chắc anh no luôn. Đây là rượu vang ngâm với hoa quả. Như đây là rượu táo nếu anh không nhầm. Em ơi, mùi rượu vang rõ thế. Ngon không? Nó giống rượu vang nhưng mà nó có hoa quả, nó cũng nghĩa nó tươi tươi. Thì em nghĩ có thể cái này chưa chuẩn. Cũng có thể. Có thể sẽ có những hàng ngon hơn. Đây là cái bát canh chúng tôi gọi. Đây là đĩa cà tím chúng tôi gọi. Đây là đĩa cơm rang chúng tôi gọi. Đĩa vịt siêu to luôn. Đây là bình rượu chúng tôi gọi. Hai con lợn. Cái đéo gì cũng to vậy. Ăn cơm trước à? Ờ, ăn cơm. Tổng cơm rang ở nhà không? Giống là mặn hơn một tí. Cái bình hành to vậy. Nhưng mà hơi ít thịt băm. Không ngon bằng Singapore đâu nhỉ. Khá đậm vị, nhờ hơi mặn. Ngon đấy. Ngon mà. Nhưng mà làm được Việt Nam. Việt Nam cũng làm được. Cái là cũng được ấy, nhưng không ngon bằng sinh thôi. Bên sinh là vừa nhiều cà vừa nhiều thịt cho nó quyện vào nhau, với cả cái nước sốt nó sánh hơn. Ừ, hiểu. Đây là một món canh gì đấy, không biết nữa. Nước thịt băm với cả rau cả, không có gì là khác cả. Ngon. Ngon. Da của nó rất giòn, phần thịt thì mềm. Cái sốt này thì như kiểu sốt tương ấy. Trứng với dưa chuột với hành vị nó nhẹ, nó không rõ. Kiểu mát mát, vị rau với thứ ấy. Thì ăn nó đỡ không thấy thôi. Ok. Ngon nhỉ? được đấy. Ăn một lúc xong thấy món cơm rang rất ngon. Không biết có ai giống mình không nhưng mình rất thích cơm rang trắng. Bình thường thì cơm rang mọi người hay rang với trứng ấy thì nó sẽ vàng. Nhưng mà mình không thích cơm rang vàng, mình thấy nó cứ khô khô ấy. Có một lần ngày xưa mình đi chơi điện tử ở quán net thì gọi cơm rang ở quán đấy, xong quán đấy là cơm rang trắng. Rồi đấy mình thấy quẩn, đây mới là chân lý ấy. Có cái đĩa cơm rang này mà chơi điện tử thì nó là hết luck ấy ạ. Cho xin chai sting nhỉ, trà đường nhỉ. Vậy là anh Long đã vét hết đĩa cà tím. Đĩa cơm thì vẫn còn khoảng một nửa. Bát canh thì đã vớt hết rau rồi. Những cái mọi người đang thấy ở trong đấy là những cái hoành thánh ấy. Nhưng mà mình thấy nó vị nó không ngon, nên là bọn mình cũng không ăn hết. Còn lại là chúng ta còn 6 miếng thịt vịt ạ. Suất cơm và suất thịt vịt ý, thì bọn mình sẽ bảo người ta mang về để có gì sáng mai ăn. Về bữa này mình đánh giá là khoảng 8/10. Thực ra quán này cho điểm thì cũng dễ hơn ấy. Tại vì những cái món này nó hợp với khẩu vị châu Á, ăn nó sẽ không bị lạ quá. 7.5 ít đấy, vét hết sạch cả đĩa đây để cho 7.5 là như nào? Nếu có món vịt, những món còn lại thì anh bình thường. Còn mình vừa thanh toán thì cả cái bữa to đùng vừa nãy tất tần tật chỉ có 43.80. Hôm nay một quán khá là thú vị để mọi người thay đổi. Tại vì loanh quanh châu Âu thì toàn đồ Âu ấy, chắc chắn chúng ta sẽ rất nhớ các món châu Á. Mình đang ngồi ở một chỗ rất là đẹp. Đây. Không có kính gì cả. Rất là kết nối. Nhìn từ xa nó sẽ là một khung cảnh rất xinh luôn. Đây, trên cũng là tên quán luôn đấy. Giờ đi vào này. Nhân viên vừa nhắc là khá là muộn, có nhiều móc đồ đến. Quán này nó là quán tapas. Mình cũng được recommend rất nhiều là đến Tây Ban Nha thì phải ăn tapas. Nó không phải là tên một món ăn mà nó là rất nhiều những cái món nhỏ để ăn cùng một lúc ấy, như kiểu banchan ở Hàn Quốc. Mỗi quán sẽ phục vụ một kiểu tapas khác nhau ấy mọi người, chứ nó không cố định là một cái món nào cả. Mình đọc review thì quán này được review là tapas rất là ngon. Ở trong menu của người ta cũng chỉ có tapas thôi và người ta bán mỗi 2 set, một set là 40 euro và một set là 50 euro. Thì bọn mình gọi set 50 euro. Đây là món có trong cái combo bọn mình gọi, nhưng mà nó chưa phải là tapas, nó có thể là một món starter ăn tạm trong lúc chờ món chính. Thấy bảo có ham và cái gì đây không biết, ăn thử đi. Ngon đấy á? Ngon. First impression rất tốt. Nhưng mà nó là cái gì? Nó là cái, anh không biết anh ăn cái gì à? Nó như kiểu khoai môn, nó rất là mềm và nó tan trong miệng ấy. Khoai môn Lệ Phố à?
cảm giác nó mềm ấy nhở? Đỉnh luôn. Như kiểu ăn cháo ấy. Ờ. Như kiểu cái này là cháo chiên ấy. Đầu tiên tưởng định nhai muốn sau nó nói anh cháo trong mồm mà. Mọi người ơi, đây là khay tapas đây. Như mọi người thấy, nó là một loạt những cái món ăn nhỏ nhỏ như thế này này. 8 món trong cái khay tapas này. Nãy người ta đã nói cho bọn mình biết từng món này là cái gì, nhưng mà sau khi nghe xong thì mình không còn nhớ gì nữa. Mình chỉ nhớ đúng một cái, đấy là cái khay này. Khay này là chorizo. Mình rất thích chorizo nên là mình nhớ mỗi khay đấy thôi. Thôi chúng ta sẽ cùng vừa ăn vừa khám phá. Sao chorizo ở đây khác với chorizo ở nhà ấy nhở? Khác hẳn luôn. Khác hẳn luôn. Món đầu tiên trong cái khay tapas là chorizo và khoai tây. Thì cả hai cái đều rất lạ. Em thích chorizo ở nhà hơn. Ôi giời ơi, thế là fantasy về chorizo thật là không có thật rồi. Chorizo ở nhà nó dễ ăn hơn ấy. Nó có vị của mấy món Ấn Độ trong đây, nó hơi có mùi cà ri ớt vào ấy. Không biết đây là cái gì. Bánh nhân gì lại có hạt bí rồi. À, cái này có súp pesto với cả phô mai. Trả về nơi sản xuất luôn. Tại sao vậy ạ? Nó như ở bánh croissant với phô mai dê. À thế á? Là nó hôi hả? Theo khẩu vị của mình thì nó hôi. Thế nó lại hôi rồi. Em có thể nhả ra. Nhăn ở mặt lại. Cá hồi. Cá hồi chắc ăn được. Xung quanh cá hồi còn có nui này. Cái này chắc là đơn giản rồi. Nhăn mũi lại. Không phải nuôi cái gì đấy. Tôi đang có quá nhiều sự bất ngờ cùng một lúc. Cá hồi thì bình thường rồi, dễ ăn rồi. Cái ăn cùng đấy là cái gì ấy, không biết luôn. Cái cảm giác nó giống một loại rau gì đấy, hơi giống củ cải. Không, vị nó kiểu hắc hắc ấy. Thế bình thường. Thế á, em không ăn được. Mấy món tiếp theo nào. Đây là khoai tây mini. Lựa chọn an toàn đấy. Nhiều vị Ấn Độ quá. Nói chung cái này là có khoai tây với mấy loại rau hành tây cùng với sốt gì đó, có ít cà ri. Ngon, dễ ăn. Ngon, dễ ăn á? Ok, em ăn đi, anh không ăn được món đấy. Món này thì thực sự chúng tôi không biết nó là cái gì đâu đấy nhá. Miếng thịt ngoi lên. Gà. Có phải gà sốt cà chua thì phải. Gà xong rồi có ớt chuông, sốt kiểu chuông à? Ok. Lấy kiểu gì mà được cả gà cả ớt đấy, giỏi đấy. Review chuyên nghiệp. Đấy ăn. Đây, em xin bát cơm. Món này chết rồi, trông khô đét lại rồi. Thịt gà ra ấy, nhìn tay lên, sợ hãi cái gì nữa. Ai chơi thế phải ăn luôn, không được ngửi kiểu đấy. Lạ lắm. Không biết là gì luôn. Có một chút mùi hôi hôi. Lại hôi. Ăn như kiểu măng với cả kem cheese hôi. Măng mà với kem cheese hôi. Đây là măng thật. Thế thôi, không ăn được nữa. Đây, miếng đầy cheese. Em ăn được cái này. Ok. Ok. Đây là kho tàu đúng không ạ? Trông giống lắm. Ê, nhưng cái này em nhìn trông cũng cà ri lắm này. Khả năng cao. An toàn quá. À thế à? Nó là gì? Có vị cà ri nhưng nó là thịt lợn thôi. Chạy nhanh mà. Nãy ăn đấy làm gì? Nó không ghê nhưng mà nhiều món cà ri quá bực của mình. Cái texture của thịt thì ngon, nạc mềm, nó mỡ mỡ, ăn được. Gì đấy? Món này hình như là cá. Cá rán hành khô cà tím. Trộn hết vào nhau, không liên quan lắm. Đây là một miếng cà tím, bí và cá. Ngon đấy chứ. Thế à? Cảm giác như em ăn rồi. Như kiểu nhà em kho cá đã từng làm kiểu này rồi. Ok. Ê, anh thử cái sangria đi. Có giống ở quán đồ tàu không? Nó đậm hơn một tí không?
À thế thôi thì. Về cơ bản thì bữa ăn hôm nay gọi là tràn đầy sự bất ngờ ạ. Thực ra thì khi mà đi du lịch một nước nào đấy, ăn những món của nước người ta ấy, thì mình sẽ thích có sự bất ngờ hơn là việc ăn được tất cả mọi thứ. Khi mà có món nào đấy không ăn được hoặc là nó lạ nhưng mà món đấy người ta lại ăn thường xuyên hoặc món đấy nổi tiếng ấy, thì cảm giác như thế nó mới là trải nghiệm. 8. Thế cơ á? Để trải nghiệm thì nó vui. Mình thì sẽ chấm trải nghiệm cộng với cái việc nó có ngon và hợp mình hay không á, thì chắc mình cho 7.5. Đây là bill này, tổng là 56.70. Trong combo là có một có hai shot rượu tặng kèm, mình không uống được, chỉ có anh Long uống thôi. Rượu sữa à? Kiểu Bailey với cả mix thêm với cái gì đấy, nó khá là ngon. Anh Long đã uống hết một shot rồi, 1.5 shot. Đi nào. Bây giờ là hơn 12 giờ trưa, bọn mình quyết định đi ăn brunch Lato Cafe. Bọn mình đang ngồi ngoài trời, nhìn ra đường phố các thứ. Menu ở đây kiểu nửa Anh nửa Tây Ban Nha ấy, nên là bọn mình đang phải dùng Google Translate chụp lại để dịch cái menu này. Ở Barcelona ấy, nó có một ngôn ngữ độc lập, đó là Catalan chứ không phải là Spanish, cho nên là đây đang là Catalan dịch sang English. Bọn mình đã gọi hai cái nước này là bạn nhân viên bạn như recommend. Hai cốc này rất to, gần một găng tay, siêu to luôn. Uống đây chắc no luôn. Uống thử đi xem là cái gì với cái gì nào. Ngon, hơi hơi giống với cái sữa chua vị dứa. Dưa hấu với dâu, cái đúng không? Dễ uống. Hơi có vị giống như kiểu nước dâu tằm ấy. Cái dứa này ngon mọi người ạ. Mình đang thích cái dứa hơn. Làm thử thách uống hai cái cùng một lúc đi. Không, anh phải cho hai ống hút vào cùng một lúc ấy. Vị dứa đánh tan tất cả những cái còn lại luôn. Ừ. Đúng rồi, tại vì cái này đậm hơn mà. Còn cái vị nhạt hơn. And eggs, Enjoy it. Thank you. À, nhìn ngon đấy. Ừ, ngon đấy. Đây là món anh Long gọi không biết là gì, chỉ biết là có bơ với trứng, bánh mì. Biết là chuối chiên thịt lợn. Ăn thử xem là xem nó có bùng lổ vị giác không ạ. Nó làm đẹp. Ừ. Sẵn sàng chưa ạ? Rơi gần hết. Không nói gì luôn. Không ạ. Bắt chuyện ngược lên. Nó rất là dễ ăn, nó như kiểu mọi thứ nó nhạt nhạt nhưng mà nó cộng giữa giòn với cả mềm ấy, nó cứ lẫn lộn hết vào nhau ấy, đến lúc nhai vào nó thích. Anh thì món này nó kiểu dễ ăn và nó khá relatable với cả Việt Nam. Được không? Vị tổng thể vị nhạt ấy. Ờ đúng rồi. Không rõ vị ở một cái gì cả. Có mỗi thịt là thơm thơm đậm đậm thôi. Đây là món chimborazo. Lúc mà mình dịch translate thì nó có ghi là có beef, có bò nên là gọi. Cái này giống kiểu chuối chiên burger vãi. Burger như nó thay bánh mì bằng chuối chiên. Chuẩn bị nhìn rất xấu mọi người. Đừng đánh giá nhé. Nhìn nó sẽ nhoét nhoét rồi. Ui. Khoảng một cuộc chiến. Ui, đấy. Hơi giống phở bò. À thế á? Chảm. Tức là ở đây có chuối chiên, nó làm thành lớp trên lớp dưới giống burger. Nhân thì có bò, có bơ, có hành tây, nhưng lại còn hơi chua chua như kiểu có giấm ấy. Nên là ăn rất giống phở bò. Bò thì rất là mềm, rất ngon, có đủ nạc, đủ mỡ. Thú vị. Nào, cùng ăn phở bò nào. Giống nhỉ? Nhớ về quê hương. Kiểu họ vắt sẵn chanh vào đây ấy. Ừ, nó chua chua mà. Bảo gọi thêm bánh phở đi mà. Em bảo bây giờ anh mang về đi, xong rồi ra siêu thị mua mấy cái phở gói ấy, xong anh pha vào là thành bát phở ngay lập tức. Đúng. Bọn mình đã vừa thử gọi thêm hai món nữa trong menu, thì mang ra mọi người sẽ biết. Nên là cho tôi ăn món gì đây mọi người ơi. Cái ceviche đấy là cái như kiểu một bát có thịt với rau củ quả, xong cho kèm một cái sốt gì đấy ăn ăn chung với nhau ấy. Ở đây là có tôm, có cái gì như của khoai tây chiên. Nói chung anh gọi bát này là bát sốt ngậy. No comment luôn. Khoai tây chiên nhưng lại ngọt ngọt. Hoặc không phải khoai tây chiên, nó lại có cái hành tây trong phở ấy. Sốt thì chua chua, nửa ngậy, nửa chua, chua nhiều hơn. À kem chua, kem chua. Đây kem chua. Đây kem chua. Ăn cái chua này với hành tây lại hơi giống phở. Ôi, chúng ta không thoát ra được rồi em ạ. Anh thử đi. Được cái tôi thấy là bát đẹp. Ừ, bát rất là hay.
Ăn mát mát. Ừ, cái này mát, không nóng. Mát mát ngậy. Rất chua đúng không? Kiểu rất nhiều chanh ấy. Ờ, cái này nó vui mồm. Ừ, vui vui lạ lạ thôi. Bây giờ đến món to tổ bố đây ạ. Gọi ngắn gọn thì nó là pancake dâu. Chắc người ta không bày dâu trên đỉnh, trông mới ngon. Ừ. Dễ ăn đây là bánh bánh crepe với sữa chua dâu. Để em đặt một con tôm lên trên. Mấy lớp liền. Nhưng mà có ngọt không? Không. Thật không? Thật, em ăn được. Bánh này ấm ấm. Ừ. Không thích bánh kép chứ gì. Được đấy, được là được rồi. Không phải gu của một người như tôi. Tôi không thích ăn bánh ngọt. Rồi. Ăn kiểu công tử à. Vết hết sữa chua ăn, chừa lại bánh. Lại còn đầy đầy, lại ăn tìm sữa chua. Có mà, nói là sữa chua. Ăn tìm sữa chua. Bên này này. Rồi. Vết sạch ấy. Bánh ở chỗ này này chẳng có lợn. Cái cần là ăn sữa chua. Tôi hiểu bánh kép. Chấm điểm đi ạ. 8. Ê, trông anh này thích cái quán này lắm. Ừ, có nhiều món dễ ăn, dễ lựa chọn. Mình cho 7 rưỡi. Mình thích nhất là đồ uống ở đây. Còn lại các món đối với mình thì chỉ có hai loại. Một là dễ ăn, hai là lạ lạ hay hay thôi. Không có món nào gọi là ngon hẳn cả. Đây là bill của bọn mình này. 56,50 euro. Hai nước và 4 món. Hôm nay bọn mình sẽ ăn một món cũng là đặc sản của Tây Ban Nha, đó là pela. Pelo. Pela là một loại cơm. Cơm này nó kiểu cơm trộn, kiểu cơm rang hay sao ấy. Màu màu vàng vàng, xong có hải sản trong đấy. Mình đã từng ăn cái này một lần ở bên chợ Cha Tu Chác bên Thái. Nhưng có vẻ hồi đấy ăn không ngon lắm. Hôm nay mình sẽ thử ăn ở chính Tây Ban Nha xem nó có ngon hay không. Tên của nó đây này là... La gì? La Taberna de Belver cái gì đấy, để biết đọc. Nó đông đấy chứ. Đây là không gian quán này mọi người. Bởi vì bọn mình reserve hơi muộn ấy, nên là người ta không cho bàn ở ngoài, phải ngồi ở bên trong góc nhỏ nhỏ. Nhưng mà cũng ok. Họ mang ra cái món như kiểu món mời ấy. Bánh mì với cả ô liu ấy, rồi ôi. Một bát ô liu này ai ăn. Mình với Long đều không ăn được ô liu nên là bọn mình sẽ ngồi nhìn nhau. Bởi vì cái suất pela nó rất là to cho nên là bọn mình chỉ gọi có một suất đấy với cả một suất rau thôi. Rau này. Đây là bọn mình gọi grilled vegetables. Mình không ăn cà rốt nên anh Long sẽ được ăn hết cà rốt. Ngon, dễ ăn. Chỉ đơn giản là họ nướng cái rau củ quả này lên, cho thêm chút muối vào thôi. Nhưng mà ăn khá là ngon. Ăn đậu này ngon vãi. Ừ, ăn này. Không biết tên là gì, nhìn thấy rất nhiều rồi nhưng không biết tên. Ớt chuông này có vẻ không ngon bằng Đà Lạt rồi. Ăn không ngọt bằng. Đây là bí, hơi đắng đắng. Suất tê la của bọn mình này mọi người ơi, to vãi. Thank you. Chảo trông rất to nhưng mà ra hai đĩa đậu mình trông cũng vừa phải. Vì cái chảo nó dẹp với cả họ làm những kiểu nó phẳng cái đáy thôi. Còn thừa một ít cơm trong đấy thì bạn nhân viên bạn là lấy đĩa úp lại vào cho bọn mình. Ăn thử đi ạ, trông ngon đấy, mùi thơm vãi. Thơm hơn hẳn đợt em đi Thái em ăn luôn. Ngon không? Nó cơm rang và nó rất là đặc. Mùi hải sản và sốt của nó. Hải sản trong này là có gì đây? Hàu, dạ dày cá, tôm, mực, các sò điệp nữa. Nói chung là khá là đầy đủ. Ăn thử nha. Ngon. Nó không phải cơm rang, mà cơm trộn thì đúng hơn. Tức là cái hạt cơm nó không bị săn săn lại như cơm rang ấy mọi người. Vị nó không quá lạ hay là quá mới mẻ. Nó chỉ là cơm rang với hải sản rất là chất lượng. Cơm trộn ấy. Nói chung đây là cơm trộn hải sản. Có một loại sốt riêng của họ. Ngon. Thật ra tôi đã bị bad impression từ hồi tôi ăn cái này ở Thái. Không phải là không ngon à? Ăn còn chán cơ. Cái pela của mình đang gọi này là một dạng khá là truyền thống. Pela này nó có một loại gọi là black rice. Tức là cơm đen xì luôn, ăn còn bị đen hết cả mồm ấy. Mình thấy mọi người hay ăn ba loại. Một là loại cơm vàng này với seafood. Một loại là cơm vàng này với gà. Và loại thứ ba là cơm đen. Anh Long chuẩn bị là ăn nốt cái đĩa còn lại đấy. Không, đĩa mang về. Mang về sáng mai ăn. Ở đây sáng các cửa hàng nó không mở ấy mọi người.
mọi người. Mở muộn lắm. Sáng mà lỡ dậy sớm mà đói là không có gì ăn luôn. Bọn mình đã gọi hai cái dessert, một cái là hoa quả với kem và một cái là cheesecake. Bây giờ anh Long hãy thử cheesecake. Kem trước. Chán thật sự. À, như không gì xảy ra. Kem vani. Ok, ăn với cheesecake đi. Ui giời. Ui, cái cheesecake này là bạn nhân viên recommend cho bọn mình gọi đấy. Đính cao không? Texture của nó kiểu tuyệt vời. Kiểu tan trong miệng, rất là nhuyễn, phô mai mặn. Oh, nice. Chả thích khách đâu, toàn thấy cheese. Ngon đúng không? Lúc đầu mình không tin về sự lựa chọn gọi cheesecake lắm. Tại vì bình thường mình ăn cheesecake nó kiểu cứ hơi chua chua ấy. Lúc nào cái phần phô mai nó cũng chua chua, nhưng mà ở đây nó không bị chua mà nó rất là ngậy, nó rất là béo. Siêu béo ấy, chứ không phải béo. Siêu béo. Kem này không ngọt, kem ngon. Bây giờ mình sẽ ăn cái kem trái cây này của mình. Kem xoài, xung quanh cũng là xoài. Kem như kiểu bên trong vẫn có thịt xoài. Xoài này thì giống xoài ở nhà, có dứa nữa. Nói chung lúc đầu gọi cái này tại vì nghe nó có hoa quả thì rất là fresh. Sau khi ăn cái này kiểu đang ngấy ngấy thì ăn sang cái này rất là hợp lý. Cái này ăn kiểu rất mát, rất chua, rất hợp. Nên cho quán này 8 rưỡi. Mình cũng cho 8 rưỡi. Bê la ngon, tráng miệng ngon. Mỗi tội là ngồi trong này thì nó hơi bị ồn, hơi bị chật tí nhưng mà vẫn ok. Mình vừa lấy bill thì bill là 72 euro và 40 cent. Đây, bill này mọi người. Với cái giá tiền này chúng ta đã ăn được một bữa trưa siêu no, siêu béo. Và còn thừa một bữa sáng cho ngày mai. Mình đang đi ăn Real Churro. Hàng này rất là nổi. Chocolateria San Gine gì đó, I don't know. Ờ đông nhỉ? Uầy, nó là mấy gian luôn ấy. Tít ở tận trong kia vẫn là hàng của nó ấy mọi người. Quán này siêu đông luôn mọi người ạ. Đông hơn bọn mình nghĩ. Đây anh đi kiểu anh đang vào một cái museum của nó ấy. Ăn gì anh Giai? Anh Giai ăn gì ạ? Menu đâu? Chắc chỉ có churro thôi, đéo gì nữa. Ngoài churro thì ở đây còn bán rất nhiều truffle. Nên là bọn mình đã mua thử 4 cái truffle, bây giờ sẽ mang về nhà ăn. Bọn mình đi vào cái ngõ đấy thì nó có rất nhiều quầy và thấy xếp hàng rất là dài. Chỗ ngồi thì full hết rồi. Bọn mình có hỏi nhân viên là bọn mình muốn take away thì bạn ấy chỉ cho ra một quầy riêng. Cái quầy đấy rất là vắng, chả có ai cả. Một phát về luôn. Ừ, mua vào mua phát là đi về luôn. Bọn mình thấy nó có đúng một option duy nhất là churro ăn với hot chocolate. Mình đang cầm cái hot chocolate này. Anh Long đang cầm cái truffle bọn mình mua thêm và 6 cái churro. Nó bán theo combo nên bọn mình phải mua tận 6 cái churro. Có gì sáng mai ăn vậy? À, combo ăn sáng là churro với cả cơm hải sản nhá. Ôi. Sáng mai chúng tôi có một bữa gọi là mặn ngọt lẫn lộn. Ok, giờ mình sẽ thử churro trước đi. Sô cô la nóng. Chocola có mùi rất là... Chocola. Đúng. Mình thấy những cái hot chocolate ở đây không pha bằng bột cacao hay bột sô-cô-la gì đâu, mà nó là melted chocolate, tức là họ đun chảy cái cục sô-cô-la nguyên chất ra ấy. Cho nên là uống nó đặc sệt luôn. Nghe có vẻ promising ấy nhỉ, giòn giòn đấy. À, chấm vào sô-cô-la nha. Ôi dồi ôi. Churro ở đây vị nó đậm hơn nên là nó không bị lẫn vào chocola. À, vào sô-cô-la. Chocola. Thế là lẫn lộn. Ở ngoài giòn và ở trong mềm. Mỗi tội cái ruột nó hơi ít nhỉ. Ruột hơi ít, cái phần mềm nó hơi ít nên là ăn cảm giác giòn nhiều hơn. Nói chung chắc phiên bản gốc như này là chất lượng rồi. Nó ghi là từ năm 1894 rồi. Nếu mà anh ở đây chắc là đây sẽ là món ăn vặt thường xuyên của anh. Thì anh béo lắm đấy. Anh ở đây anh béo rõ luôn ấy. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái truffle này nha. Truffle như về bản chất nó là viên sô-cô-la thì phải. Mình cũng chưa ăn truffle bao giờ. Biết là có món đấy nhưng chưa ăn bao giờ. Một vị là churro, một vị là... Ăn đi. Cái này là cái gì anh không biết. Bọn mình gọi 4 vị và mỗi vị chỉ có một viên thôi, cho nên là ăn thử một nửa đi, xong cho em một nửa. Đẹp sô-cô-la đấy. Ngọt lịm à? Ngọt quá. Chắc nó là viên sô-cô-la trắng xong sẽ cộng thêm vị gì đấy. Nó là viên sô-cô-la bên trong có cái nhân gì đó. Cái này là gì? Ăn bằng bé thôi.
đỡ ngọt hơn. Oh my god, người Tây cứ ăn mấy cái đồ này bảo sao? Vị chả rõ là cái gì cả. Ừ. Có một viên màu xanh của mình chả biết nó là vị gì. Nhìn giống viên khoai tây đấy. Ngon à? Vị gì biết không? Đợi nhất. Nhưng mà anh biết là vị gì? Không, nó chỉ đơn giản là nó ngọt ngậy nhiều hơn là ngọt khé thôi. Ăn cái phần kem kem ở giữa ấy. Ừ, cái kem ngon nhưng mà cũng ngọt. Cảm giác là viên này nhân sữa đặc. Ừ, sữa đặc kiểu tây tây ấy. Ừ. Viên cuối cùng này là gì ta? Chả nhớ gì cả. Thử ăn đi. Nó còn rõ vị sữa đặc hơn nữa. Em thấy ngọt tuyết. À, khéo quá. Ờ, em ơi. Để lúc nốt xong rồi khéo họ. Chúng tôi xin phép bỏ lại. Bye bye. Bye. 4 cái viên truffle đấy bọn mình mua là 1,5 ơ một viên, 4 viên là 6 ơ. Churro cộng với hot chocolate nó là một cái combo là 5,5 ơ. Ở Việt Nam mình hay nổi kiểu kem Tràng Tiền rồi kiểu kiểu đấy. Tức là những cái mà nó đã là thương hiệu lâu đời rồi. Thì mình thấy cái hàng này nổi chỉ đơn giản là nguyên gốc original. Cái này từ tận 1894 mà. Tại anh chấm bao nhiêu điểm ạ? Tầm 7,5. Mình thì mình nghĩ mình sẽ cho 7. Mình vẫn thích churro lúc mình ăn ở Hàn Quốc hơn. Còn cái này nó nguyên gốc nhưng mà cảm giác nó không có gì đặc sắc đối với mình. Cái truffle kia thì ngọt quá. Mọi người có thể thử để biết là cái nguồn gốc churro nó như thế nào. Churro là Tây Ban Nha nhé mọi người, nên là đến thì chúng ta nên thử những cái bắt nguồn từ đây. Bây giờ đã là 10 giờ tối, mình đang đi ăn một hàng rất nổi tiếng. Hàng này theo kỷ lục Guinness là nhà hàng lâu đời nhất thế giới. À thế á? Hơn 300 tuổi rồi. Wow. Nhà hàng này thì rất là đông cho nên là phải đặt bàn trước. Nó chỉ còn mỗi một khung giờ là 10 giờ tối. Thế cho nên là bọn mình đang phải đi ăn khá là muộn. Đây bọn mình đã đến nhà hàng đấy rồi. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái chữ Botti to đùng ở trên này đây này. Bọn mình đã được dẫn đến một cái bàn nào đấy ở tít dưới hầm rồi. 300 năm đấy, sờ đi lâu gì? Sờ từng thứ. Bọn mình đã được dẫn vào một chỗ ở trong góc và mọi thứ kiểu rất là nguyên bản. Xuống đây là mất sóng, mất mạng luôn. Không dùng được điện thoại luôn. Anh nghĩ vì nó lớp gạch ở đây kín quá, sóng nó không vào được. Cái lớp gạch khá là dày giống như mấy cái nhà ngày xưa ấy mọi người. Trên menu người ta cũng ghi luôn là tao là nhà hàng lâu nhất thế giới đây. Ở đây nó ghi là nhà hàng sớm nhất thế giới. Tính đến bây giờ là lâu nhất thế giới còn gì. Theo sách ý, thì đây là nhà hàng hoạt động kiểu liên tục lâu nhất thế giới ấy. Tức là nó không nghỉ một lúc nào cả. Trong menu ý, nó có một số món nó in hoa lên kiểu nó cắp lốc ấy. Thì bọn mình gọi những món đấy. Tại vì hình như những món đấy là những món signature của quán. Đây là món đầu tiên là món garlic soup with egg. Đây cái này là trứng này. Còn xung quanh là tỏi. Và đây là món ngao. Ok ăn đi ạ, ăn thử đi. Có vẻ họ cho khá là nhiều tỏi. Tỏi ngon mà. Nó mùi nước thịt với tỏi. Ok. Ăn đi. Như kiểu cháo tỏi trứng à. Vị nó mặn mặn như kiểu nước thịt, mặn mặn, có tỏi. Có thể với hồi đấy thì cái món đấy, món như này nó rất là ngon. Cảm giác tả nào nhỉ? Cảm giác như kiểu các bạn nấu một hỗn hợp rất đặc sệt như kiểu cháo đi. Thì các bạn đổ nước vào sau ấy. Xong ăn vào cái miếng cháo đấy nó rất đặc và nó rất quyện vào nhau. Nhưng mà cái nước đấy kiểu nó chảy qua ấy. Nó cứ rời rạc ấy. Nó trong một món nhưng mà mỗi thứ nó đi một đường khác nhau ấy. Bình thường. Đấy thì hồi xưa nó ngon. Thử cái này, em đang thử cho mà xem. Thử sốt trước nha. Mặn mặn giống mấy cái sốt thịt hoặc là sốt mì ấy. Khi mà ăn với miếng ngao thì nó sẽ như nào? Này không ngon bằng mấy món ngao sốt bơ tỏi với cả ngao ngao hấp ở nhà đâu mọi người ạ. Nói chung là hai món này không ok lắm. Thì mình nhói nhói. Những cái chỗ khác mình có thể review là nó ngon ở mức độ nào ấy. Nhưng mà riêng quán này anh nghĩ nó là một case khác như kiểu trải nghiệm về văn hóa ấy. Nó như kiểu cho mình biết là hồi xưa đây là những cái món nổi hồi xưa. Và mọi người hồi xưa kiểu đến hiểu. Sẽ chọn món này ấy. 300 năm sau thì tất nhiên là kiểu ẩm thực các thứ
mỗi chỗ nó lấy của nhau một tí rồi nó thành nhiều món khác nhau rồi ấy. Chắc chắn là những cái món hải sản ấy sốt kiểu gì cũng sẽ có món ngon hơn. Ngon thì anh nghĩ không phải mục đích của lần này. Good point. Nhưng mà đấy là với điều kiện là menu này của họ từ trước đến giờ họ vẫn không thay đổi. Không biết là hai món này có thực sự là nó như kiểu từ mấy trăm năm trước không ấy, hay là kiểu nó cũng cải tiến các thứ để hợp với thời này rồi. Nếu như anh Long nói là những cái này nó từ mấy trăm năm trước thì mình nghĩ nó cũng là một sự đỉnh cao ẩm thực đấy ạ. Cuối cùng món thịt heo sữa quay nó cũng đã ra rồi đấy ạ. Tại sao em có hai miếng mà anh chỉ có một miếng? Tại sao em có mỗi một khoai tây mà anh có hai khoai tây? Em thấy mùi rất là thơm. Không có cái gì chấm thật á, cái này phải có xì dầu chứ ạ. Chất lượng kiểu thịt nó tươi, nó mỡ. Mỡ nó rất là mềm, rất ngậy ấy. Khoai tây. Khoai tây. Trước hết thì thịt rất thơm. Ngon. Ngon mà. Thịt nó rất mềm, rất nhừ, như kiểu thịt hầm ấy. Da thì rất là giòn. Ngon nhưng mà khi ra nó phải có tương ớt, nó phải có xì dầu ấy, nó phải có gì đấy để ăn chứ. Có mỗi như thế này thì ngấy. Nhà người châu họ sẽ nói ngược lại ấy. Bảo mày không ăn kiểu original mà mày không biết hương cảm thụ đồ ăn ấy. Là nhà quê được chưa? Khoai tây. Khoai tây. Khoai tây. Anh Long cho bao điểm? 7. Mình kiểu ăn để biết thôi. Em cũng định cho 7. Mình thấy các bàn xung quanh người ta đều gọi rượu vang ấy mọi người. Thì có vẻ đồ Tây khi họ uống rượu thì nó sẽ đỡ ngấy hơn maybe. Và họ sẽ dễ ăn hơn. Mấy lần tiếp theo mà đến mấy hàng Âu mà nó original ấy, chắc em thì vẫn cùng nước lọc hơn, nhưng anh sẽ gọi thử rượu vang để anh ăn cùng mấy đồ để xem nào. Anh có thể thử. Hiện giờ mình chưa ăn xong nhưng mà vừa nãy dựa vào menu thì mình nghĩ là cái bữa này của bọn mình rơi vào tầm 60-70 euro rồi. Mình nghĩ là khá là cao. Đi để cho biết thôi. Mình đọc review thì thấy mọi người hay đến đây ăn món nấm nướng với chorizo. Đây là hôm nay mình cũng muốn thử. Đây, cái đĩa này chính là nấm nướng này mọi người. Maison de Champignon. Vào nào, let's go. Đây chính là món nấm nướng. Từ cửa vào thì bọn mình đã được dẫn vào cái không gian quán, trông trên tường decor khá là hay. Ồ, sẽ có anh Logi ở trên tường này. Đó, hiện giờ quán khá là vắng, mình thấy có mỗi một khách. Hàng này theo như mình tìm hiểu thì nó toàn những cái món nhỏ nhỏ kiểu ăn lặt vặt ấy. Tầm này trưa, tức là giờ ăn chính ấy, thì có vẻ mọi người không hay ăn những cái món như thế này lắm. Mình đã gọi 3 cái để thử. Chorizo and cheese, peppers, kiểu ớt ngọt nhưng mà hình như nó nướng hay làm gì đó. Món thứ 3 đấy là cái món nấm nướng. Nấm nướng signature đã ra rồi. Mỗi cái nó có chọc hai cái que là mình phải dùng hai tay để ăn. Đấy, anh phải giữ nó cả hai. Đừng úp. Anh kiểu phải ăn ngửa như thế ấy. Cẩn thận nóng. Cái gì đấy? Thank you. Anh nói đi ạ. Ngon. Ngon như thế nào ạ? Hương vị nó đậm đà, nó hơi mặn mặn một chút. Vừa có món peppers cũng ra rồi. Và cái chorizo and cheese cũng ra rồi. Cái đĩa này nhìn ngấy và to vãi. Mình sẽ thử một nấm trước nhỉ. Ở giữa là nó có nước nước kiểu mỡ mỡ và nó có một miếng chorizo ở giữa rồi này. Cả đĩa chorizo, anh tưởng đĩa cà chua. Chorizo. Ok. Ôi, chorizo ngon mã. Miếng chorizo là nó kiểu mặn mặn. Nấm nó đang hơi nhạt nhạt. Thì nó ăn với chorizo cảm rất là ngon. Ngon. Đây là pepper, xung quanh có muối. Chắc không cay đâu nhỉ? Chắc không. Cay thì là em ăn, em chịu được cay mà. Ngon, ăn.
ăn vui mùi, không cay đâu, ớt ngọt. Ok, ăn nốt chorizo đi. Cái này to quá. Cắn thôi, cắn miếng thôi. Nó không cắn được ấy. Ngon hơn cái chorizo ở hàng Tapas ở Barcelona. Cái này đúng là cái chorizo mà em ăn được ở nhà. À, ok. Đúng là chorizo mà mình đã hy vọng. Phô mai nhá. Thế anh nhìn cái đĩa này muốn gọi cốc rượu vang ăn cùng nó. Hay gọi đi. Ờ, chắc thế. Để lấy cái menu. Phô mai như bình thường thôi, mình nghĩ là hai cái món này thì ăn không được này. Nhưng mà cái chorizo và cheese này chắc là phải ăn với bánh mì hoặc là đúng anh thì uống rượu vang thật. Bây giờ anh Long sẽ thử cái ớt này đi. Dễ ăn nhỉ? Giống đậu bắp ghê. Anh ăn thử miếng phô mai em đang cắn dở này đi. Miếng bé thôi. Cũng thơm. Thơm. Ngoan. Thank you. Làm người châu Âu thứ thiệt mà. Vui mồm, giống mấy bố. Xong gặp mình thịt. Xong bắt đầu nói chuyện chính trị đúng không ạ? Ừ. Nói chuyện thời sự. Đúng không, có rượu vang ăn cái này vào nó hợp hơn, là nó không ngấy luôn đấy. Ok, hiểu. Bọn mình đã ăn hết sạch ớt, hết sạch nấm. Cái phần này thì vì nó khá là ngấy nên là anh Long có rượu thì cũng chỉ ăn được từng này thôi. Mình thấy bữa ăn hôm nay khá là ok. Mình chấm cho bữa này 7.75. 7.5, ăn vui mồm. Tổng thiệt hại cái bữa này là 32.70 ơ. Cái đắt nhất chính là cái chorizo và cheese. Nấm và ớt thì không đắt lắm. Nấm còn dưới 10 ơ cơ. Ớt thì như có hơn 10 ơ một tí thôi. Vậy là cái vlog về ăn gì ở Tây Ban Nha đến đây là kết thúc. Chúng tôi không phải những food reviewer hay là những chuyên gia ẩm thực nhé. Tất cả đều là trải nghiệm và chúng tôi cũng là những người đi ăn, đi thử như các bạn thôi. Tất cả đều là cảm nhận cá nhân.